lạt qua nhà mình ăn tối không? Có cua hoàng đế, tôm hùm, bò quá ghiu. À, ngon thế, qua liền, qua liền. Mời cả nhà. Trời ơi, tưởng con nén mời con sẻ qua nhà ăn cơm thần soạn lắm, hóa ra chỉ là ăn cơm trắng với rau luộc thôi à. Bạn xem gì đấy? Mình xem với. Đi chỗ khác, tao đang xem livestream của Kichi Kichi sang buffet miễn phí và tiền mát. Xin chúc mừng chuột chuỗi trúng thưởng 100 triệu. Ôi, anh ruột ơi, em là em trai thất lạc của anh nè, từ giờ em về sống với anh nha. Rồi, ôi, tưởng về ở với chuột chuỗi thì sẽ có cuộc sống sang chảnh lắm. Ai dè là chui xuống hàng để ngủ cả ngày như thế này thì cũng có cơ hội để tiêu tiền đâu. Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Đây là On Mai, anh ta nhổ một sợi tóc rồi trả cho Deku. Deku liền cho sợi tóc đẩy vào miệng rồi nuốt xuống. Thế là cậu ta nhận được sức mạnh của thầy trả cho. Úi dồi ôi, Saitama có còng tóc nào đâu mà truyền lại sức mạnh theo kiểu để cho ghê nốt cơ chứ. Ê, khoan đã, cậu phải làm cho con Pokemon gần hết máu thì mới dễ thu phục được nó chứ. Hết máu? À, có cách rồi. Vô hiện máu đi Oni-chan. Dồi ôi, cách bắt Pokemon của huyện Gia Xoa thật là nhấn văng. Vừa không đánh đập Pokemon, lại giúp cho bệnh viện có máu để cứu người nữa chứ. Mời đẹp, mời đẹp. Dưới trần có cả YouTube hay phết, chắc ta cùng tạo một cân để lấy nút vàng. Thế Ngọc Hoàng định quay những nội dung gì ạ? Thì thử thách thả 100 tảng thiên thạch xuống trái đất, hoặc làm cơn đại hồng thủy siêu to, siêu khổng lồ. Ôi giời ơi, chắc là Ngọc Hoàng xem kênh của bà Tân Vlog quá 180 phút một ngày đấy mà. Nội dung này có vẻ hay đấy, nhưng không biết làm xong rồi thì có ai sống không để đăng ký cho kênh Ngọc Hoàng nữa đây. Có một nàng công chúa đang ngồi đọc sách trên bờ biển. Khi thấy nàng, chàng tiên cá đã đem lòng yêu cô. Anh ta liền lặn xuống đại dương rồi giao kèo với ba phù thủy biển. Ngươi muốn có một đôi chân? Ừ, ngủ với ta một đêm là ok. Ok. Đây là thuốc thần, uống vào ngươi sẽ có đôi chân khỏe nhất. Đôi chân khỏe nhất thế giới, chỉ có thể là đôi chân của người châu Phi. Ồ, bạn Sen, sao nhìn bạn khó khăn, chậm chạp vậy? Trời khô thiểu nhật nó về bạn ơi. May cho bạn, mình có chai Catron Power One Ultimate ở đây, giúp bạn tăng tốc hết cỡ. Cảm ơn bạn, nhưng cái này không phải dùng để...